Các bạn thấy không nè, lươn này là con lươn bự này, lươn nhất nè, vàng quét nè, lươn đã ha các bạn. Nè, mấy lươn này là lươn lươn nhì. Rồi tầm giấc này cũng được 5:30 sáng rồi. Điệp mời cô chú anh chị các bạn cùng đi thăm chấm lươn với Điệp nha. Giờ Điệp sẽ bắt đầu đi cái con đường đó. Điệp cũng mới lên tới trên bờ này nè cô chú anh chị các bạn ơi. Hôm nay Điệp làm chủ đề là đi đặt chấm lươn nha. Điệp đặt đằng đó ngóng. Tại vì Điệp không có quay cái cảnh đặt cho cô chú anh chị cùng các bạn cùng xem nha. Với một phần nữa là video nào Điệp cũng có quay hết á. Cái kiểu Điệp đi thăm á, ống nào Điệp cũng có quay hết á, nhưng mà cái thằng không dính á, Điệp về Điệp cắt bỏ nha cô chú anh chị và các bạn. Điệp cắt cái này là khui rừng dâu luôn. À, là giờ Điệp cắt bỏ, nếu mà Điệp để là cũng xem hơi nhàm chán nha cô chú anh chị và các bạn, nên Điệp ấy ống nào giờ nữa dính thì Điệp cắt ghép đi vô thôi cô chú anh chị các bạn ơi. Điệp cắt đen ống nặng nặng dính rồi, dính rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Để Điệp rửa một cái. Rửa cho nó sạch á, trình bẩn không à. Dính rồi nè. Hồi tối quá sao cô chú anh chị các bạn không thấy đâu hả? Rồi giờ đi tiếp nha cô chú anh chị các bạn ơi. Đặt đen ống là của chú chị em. Cái tiếp theo các bạn ơi.
lớn nhất các bạn ơi, nó bự lắm. Ngon quá. Nó im quá. Túi phì vậy các bạn. Túi lớn phì vậy. Chạy rồi. Dính rồi. Dính rồi các bạn ơi. Nằm nằm trong túi lưới nên hơi khó thấy. Về nhà nó được đổi cho các bạn xem. Giờ đi tiếp các bạn ơi. Con này mà các bạn ơi. Ồ, nó nguyên bự quá cá các bạn. Bự cho bá luôn, tự nhiên giường của người ta. Tám chấm rồi các bạn ơi. Túi phì vậy nè. À con lươn nó đội lên luôn rồi. Lươn nó lên luôn rồi. Ôi cứng ngắc luôn các bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Bọc luôn nè các bạn ơi. Lươn quá trời luôn nè. Đã quá. Đúng rồi các bạn ơi. Đi tiếp các bạn ơi, rồi đi quay cho các bạn xem. Mới nè các bạn ơi. Để đặt ở chỗ này ngóng luôn. Mương này mương trắng. Mương bờ dâu. Mương bờ dâu. Dâu trái quá trời luôn rồi, cứ tưởng vậy. Cứ tưởng gì thấy luôn. Dính này. Dính này. Dính rồi. Hai ba con gì nữa nè các bạn ơi. Lươn dần éo luôn. Lươn dần éo luôn rồi các bạn. Ui tả à. Dâu trái quá trời luôn các bạn ơi. Đó, hồn trái luôn. Đặt ở đây cái nè. Đây đủ cái gốc dâu trái nhiều rồi. Cái này là cuối cùng rồi các bạn ơi. Hết rồi. Lấy cái cây địt cắm gì nè. Máng cái túi lên. Để cho lươn nó vô nó thả. Các bạn ơi. Trời ơi. Quá trời cái ống này nó nói nhiều rồi. Quá trời dính rồi các bạn ơi. Quá trời. Bò vô nhóc quá trời rồi các bạn ơi nè. Quá trời luôn. Thôi giờ thằng này với đầu mình đi về các bạn ơi. Đi về rồi được đổ lương ra rồi được quay cho anh em các bạn xem nha. Dầu trái quá trời trái luôn. Thôi mà kệ. Mình đã về rồi. Bây giờ mình xin
xin ở đây một trái dâu nè các bạn ơi. Chủ ở chủ vườn ở đây nè. Thôi phước mặt phước mày đây cho con xin trái dâu nha. Con đi mà thôi khát nước nha. Con bẻ con xin con ăn nha. Trời, dâu bẻ của người ta mà mời các bạn luôn. Tại mình bẻ mình ăn mà hả các bạn. Chứ mình đâu có bẻ đem về mình bán hay mình ăn cắp gì đâu. Thì cái đó là mấy có tội ạ. À. Mình mời các bạn nha. Mình bẻ dâu nhiều mình bẻ trái hai trái mình ăn chắc không sao, chủ vườn cũng không có nói gì đâu. Đó, giờ điệp mời các bạn anh em dùng dâu nha. Trời luôn. Đó, dâu trái quá trời luôn nè các bạn. Ở điệp ở huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ nha các bạn. Ở dùng đây là dùng trái cây nó nhiều lắm. Mình ăn. Chua chua ngọt ngọt các bạn ơi. Chua chua ngọt ngọt. Dâu ở miền Tây nè các bạn, điệp ở miền Tây. Nói chung là vòng vòng khu vườn này là dâu mà, trái cây không à các bạn. Tại vì điệp thăm cái cuối cùng đó rồi. Cũng hết ra chấm rồi. Rồi hồi mình về mình đổ lương đi ra nữa. Điệp quay dâu cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Tại vì nó cũng hơi sáng quá, nó cũng hơi tối đó các bạn. Quá trời dâu trái luôn. Dâu ở của chủ vườn ở đây nha các bạn. Của cô chú anh chị ở đây chứ không phải là của Điệp nha. Đây Điệp đặt ở trong cái vườn dâu á. Nên có cái gì trong cuộc sống hàng ngày của Điệp thì Điệp cũng chia sẻ với anh em và các bạn. Đó. Dâu trái nè các bạn. Hết biết không? Đây Điệp đặt cái vườn dâu ở đây, sẵn đây Điệp quay trải nghiệm với cô chú anh chị các bạn luôn. Chứ thật sự ra vườn của người ta chứ không phải là vườn của Điệp. Tại vì dâu trái nhiều đó, rồi Điệp thấy mê thôi. Đó, Điệp mới quay thôi. Cô chú anh chị và các bạn có yêu thích video á thì nhớ cho Điệp một like và đăng ký kênh nha, để theo dõi những video tiếp theo trong cuộc sống hàng ngày của Điệp săn bắt nha cô chú anh chị và các bạn. Phần này Điệp không lên ta nữa đâu. Giờ mình về mình còn trải nghiệm đổ lương ra nữa các bạn ơi. Rồi, tắt video. Chưa có cái hơi nha các bạn. Mình đặt dài giờ mình đặt dài ngày á, rồi chúng mình nó rút vô trong mấy cái ống tre như gì nè, nó mới có hơi cua hơi bọng rồi nó thấm vô trong mấy cái nang tre nè, rồi mình đặt nó mới chắc có dính lương nhiều. Còn cái này là mình nghĩ gần cái năm rồi mình mới đi đặt lương lại. Thì đó, lương đó cũng là lương nhất, lương nhì được không đó các bạn. Cũng có số lương ba nữa. Thì video á, những cái phần mà nữa Điệp tải đi lên đó. Những cái phần mà nó không dính á, Điệp cắt bỏ bớt nha anh em và các bạn. Chứ để là xem nó hơi nhàm chán, với một phần nữa là nó nhiều lắm. Thăm á, nếu mà quay á, vừa cảnh mà thăm chấm hết trơn và cái dàn chấm khoảng 40-50 ống á là tới mấy tiếng đồng hồ đặng các bạn ơi. Nên Điệp không có quay cái cảnh mà thăm nhiều, cũng một số dính Điệp quay á. Rồi còn mà một số mà cũng dính nữa mà Điệp không có quay cho các bạn xem được. Là bữa nay cũng không có dính nhiều, cũng đủ kiếm nước mắm dầu lửa bột ngọt sữa sùng rồi cho mấy đứa nhỏ các bạn ơi.
nên là lưng gì nó cũng nhiều quá nè. Được một con lưng bự, một con lưng lưng nhất hàng các bạn ơi. Nè, con lưng này là con lưng 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 nhất nè các bạn. Lưng này á các bạn, mình ớp nha, mình nướng nha. Mình ớp xong rồi mình nướng cũng ngon nữa. Nó chua cũng được mà kho xả ớt đồ cũng được nha các bạn. Mình chiên cũng được nữa. Rồi cái phần này nè, phần lưng nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không nè, lưng này là con lưng bự này, lưng nhất nè, dàn quét nè, lưng đã ha các bạn nè, mấy lưng này là lưng nhì đó, thành quả của đẹp bao nhiêu đó, đó các bạn ơi. Buổi sáng đó, cũng mồ hôi nước mắt đó. Còn cái thằng chấm mà nó không dính á, đẹp để bên đó đó nha các bạn, cũng chạy được con số à. Rồi bây giờ thì thành quả của đẹp có chỉ có bao nhiêu thôi. Rồi giờ tới chừng nữa có đi thăm những video khác thì đẹp quay cho cô chú anh chị cùng các bạn cùng xem. Giờ đẹp cũng luôn gửi cho cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha. Xem clip của đẹp có hay ý nghĩa, yêu thích video của đẹp thì hãy cho đẹp một like, đăng ký kênh để đẹp còn có tinh thần trong cuộc sống nha, với video với kênh của mình nha các bạn. Giờ đẹp cũng xin hẹn cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo. Đẹp bye bye.